con ông chồng nghe sao chồng lên chị đã không mất chị đã không mất rút mở máy dắt đang đứng nếu mà tắt thì quan đại nghe micro camera 8.0 megapixel chỗ này nạy cái nắp lên qua lần đây. Đây là cái chỗ dài nhất của máy. Phía trước thì có nút home cứng ở giữa, nút menu, nút mạch hai bên. Màn hình Super AMOLED Plus cho hình ảnh rất là rực rỡ và không bị rỗ giống như cái màn hình của AMOLED hay là Super AMOLED trước đây. Đây, chúng tôi có camera phía trước và một số cảm biến. Tuy là màn hình 4.3 inch nhưng mà do cái phần cái tỷ lệ màn hình nó khá là vuông và phần trên và dưới nó khá cao nên là nhìn máy lớn. Đây là cái màn hình, đây là cái máy ạc. Máy ạc có màn hình 4.2. Chiều cao thì gần ngang ngửa với lại Galaxy S2 nhưng mà chiều rộng thì nhỏ hơn do cái tỷ lệ màn hình của ạc nó dọc hơn. Icon của Samsung đã được đổi một chút, những icon nhìn nó dễ chịu hơn, nó không có một cái viền bao xung quanh như là cái icon ở trên cái máy trước, đâm là nhìn nó dễ chịu hơn nhiều. Rất thích cái kiểu này và các bạn thấy dễ dàng nhìn thấy rằng không còn nó hiện tượng rõ ở trên giống như trên màn hình AMOLED hay là Super AMOLED nữa, rất là mịn. Bởi vì vướng những cái thiết bị lỉnh kỉnh này chứ cái máy này nó chỉ có 116 RAM, tức rất là nhẹ so với lại iPhone 4 133 RAM. Thì mà iPhone 4 chỉ có cái màn hình 3.5 inch trong khi cái màn hình này 4.3. Menu nhảy quá. Điều khiển rất là nhanh. Không ấn nhiều lâu. Đó, là task manager. Thích cái này, có sẵn luôn. Không cần phải cài thêm nữa. Ôi, nhiều RAM quá. Không khi một viên. Này chắc chạy vô tư luôn. 16 GB. Quá đẹp.